Em kính chào bác nha, đã đến với video của em, cửa hàng Nhật Bản. Thì hôm nay bác thấy là trên màn hình đó là những cái mẫu nồi nhỏ nha. Mẫu nồi nửa lít đến mẫu 0.54 lít đến là 0.63 lít. Thì nồi 0.54 lít là dành cho một hai người, còn nồi 0.63 lít là dành cho là 2 đến 3 người, 1 2 3 người. Đó, đầu video em giúp các bác là xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bác xem video, đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em. Chân thành cảm ơn các bác. Thì đây là có gồm 4 mẫu của là hai ba hãng Mitsubishi, Toshiba, Yoroshi, hai mẫu Yoroshi VIP xịn sò. Thì giá cả thì đều em sẽ công khai, cho nên là mình mua hàng mình nghe kỹ những quy định. Thì mình gọi vào số điện thoại giúp em. Quy định của em là bán hàng thì có cọc, chuyển khoản đủ thì em bao ship, nhận hàng được kiểm tra thoải mái. Các bác mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại cho mình giúp em nha. Rồi để đi vào video chi tiết nha, không để mất thời gian của các bác, thì lên lần lượt từng mẫu quay chi tiết cho các bác, cắm điện hướng dẫn cho các bác sử dụng. Giá cả thì có hết đó, mình coi cái nào được thì mình đánh dấu chụp hình gửi qua Zalo cho em nha, không để mất thời gian của các bác. Chúc các bác nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Mình xem video em đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em, chân thành cảm ơn các bác. Lên mã một đầu tiên cho các bác này. Rồi các bác lên mã số 1 cho em nha. Mẫu này sản xuất 2013 các bác. Thì các bác thấy trên màn hình em có dán những cái tem này đúng không? Đây là tem bảo hành bên em nha. Thì hôm trước em cũng hết. Thì sau này bán nồi thì đều có hết các bác, những vật dụng khác thì không cần, nhưng mà nồi thì phải có. Đó. Đều phải có cái tem như thế này, tại hôm trước em có hết cho nên là một số nồi em không có dán được nha, cho nên là cái này em mới về, cho nên là em đều dán cho các bác hết để là bảo hành cho biết là hàng các bác mua bên em. Còn mà cái lịch sử mà các bác mua hàng nhắn tin bên Zalo này, gọi điện thì em cũng đã biết rồi, nhưng mà có thêm cái này nữa là cho nó chắc chắn. Rồi không mất đất thời gian, các bác quay với bác nè, một cái nồi 0.63 lít. Nồi này là son carbon, cơm cực kỳ ngon luôn các bác, ngon như son gốm vậy đó, mà cái carbon này nó nhẹ hơn. Son gốm thì là nó làm từ bằng đất, còn son này làm bằng từ than các bác, mà công nghệ làm son của nhà Mitsubishi là công nghệ son than hoạt tính đó các bác, nấu ra rất là ngon luôn các bác. Nồi này sản xuất là năm 2013, điện áp 100, nồi 0.63 lít như các bác thấy đó, công suất là 750W. Thì hiện tại em đang bán đổi nguồn điện 2000W, giá là 550.000 đồng. Đổi nguồn điện 3000W, cái này nó hơi bẩn thôi các bác, chứ không có gì đâu. Đó, nồi thì đỏ đồ rất là đẹp nè, em quay cho mình coi nè. Đó, rất là cận cảnh và kỹ lưỡng nha. Mình mua hàng thì vui lòng mình xem kỹ và mình nghe cái quy định muốn bán, rồi mình nhắn qua Zalo giùm em là 0919407501. Em đang có hai có số điện thoại để mình liên hệ nè. Đó, em buôn bán thì nó rất là rành mạch. Cái chất lượng thì các bác khỏi phải bàn, cái chất lượng là cái uy tín đó. Đây là cái phần bên trong, nồi này có công nghệ cao tầng thôi các bác đó, nhưng mà em đảm bảo các bác cơm ngon không thua gì những cái nồi áp suất thông thường. Gon lòng, cái gon của Mitsubishi là gon hai lớp, gon hai lớp các bác, giữ ấm rất là tốt. Nấu cơm em làm bao cho các bác nha. Cái lòng nồi, lòng là lòng son carbon hoạt tính, là cái này là làm thủ công. Thì các bác biết cái nồi mà Kamado đúng không? Cái nồi Kamado quả trứng khủng long đó, là cơm nó chắc cơm với cái nồi này là như nhau các bác. Nhưng mà cái nồi kia 10 thì cái này nó chín, tại vì cái kia là nó phân khúc cao cấp, cái này là phân khúc tầm trung thôi. Nhưng mà có cái son carbon như vậy, cái chất cơm ra cũng như nhau, nó dẻo lắm nha các bác, cái chất cơm nấu ra nó dẻo lắm đó. Cái đất thì hơi bẩn thôi các bác đó. Thì mình xài cái nồi này các bác, mình trải nghiệm và mình ăn thử thì em đảm bảo các bác nó rất là hài lòng. Rồi cho cắm điện báo giá này, nói chung là video có hơi dài các bác, tay quay tới 5-6 cái nồi lận nha. Mình mua cái nào thì mình chụp hình gửi qua Zalo cho em đó, chụp gửi qua Zalo cho em để mình chốt đơn nha. Rồi các bác ơi, thì cái nồi này là nó hết pin, em bán thể thay pin cho các bác. Lúc này nấu cơm cho em đèn led luôn nè. Đó, mẫu này hàng cao cấp nha các bác, hàng cao cấp của cái nồi nửa lít, chứ không phải là cao cấp của cái nồi mà một lít. Bấm vô đây cho em, cho là hiển thị chế độ nấu, tắt cho em lúc này, đặc biệt lúc này cũng là nút tắt, cũng là nút ham. Cái đo cho gạo, mới nãy nó là ở gạo trắng qua gạo lứt, gạo lứt không do, gạo lứt nảy mầm, gạo trắng. Chế độ nấu sôi, nấu ngon, nấu cháo. Đó, không nấu thì mình tắt cho em. Chế độ này nấu ngon 73 phút. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết nha, tại vì quay nhiều cái nồi nói cái nó mất thời gian hẹn giờ.
đúng khung giờ này có cơm gia đình mình ăn nè, chờ đợi nấu nó sáng đây nè, nấu thì sẽ sáng đây và chín giờ đây. Mẫu này bán cho mình với giá là 1,3 triệu nha, đúng một giá em mới bán cọc cho em 300 cái bát gia đình ship, còn chỉ khoảng đủ là em bao ship. Nồi này đẹp như hình như video như gì đó, không có thay sơ chịch gì hết, nhận hàng mình được kiểm tra. Thì hàng là em nhập như thế nào em bán như thế đó các bác, bao nguyên kiện từng con ốc, hết pin thì em cũng để hết pin, em báo cáo cái nào như thế nào là có hết. Rồi qua mẫu cho em mã số 2. Mã số 2 là một con nồi của Toshiba, mẫu này cao tầng, sản xuất 2015 hay gì đó. Để em tiếp cho các bác coi. Cơm thì em đảm bảo các bác cực kỳ ngon luôn các bác. Có hơi chày đây tí xíu, nhẹ thôi các bác, trong hàng xài rồi mình cũng biết. Điện áp vẫn là 100, công suất là 700W. Dòng Toshiba này em bao các bác cũng là xuất sắc, cơm ngon lắm, cơm là nó như sâu gì đó các bác. Nè, nó có hơi cắn đây tí xíu chứ bác, cắn nhẹ đây tí xíu. Em coi coi phải 2015 không, 2015 các bác, 2015 mới vô, còn rất là mới đẹp nha các bác. Nè bên trong nè, cái gô này nó có hơi là hơi vàng vàng tí nhưng mà còn dẻo dai đẹp lắm nha các bác nè. Đó là do là bên Nhật, cái chủ nhân trước của cái nồi này người ta hay nấu gạo lứt rồi nó ám mùi vô thôi, chứ thật sự là bên trong còn xanh dờn nè, có chỉ là vàng cái phần này thôi. Vì nó ngấm gạo lứt thì em cũng hướng dẫn các bác mua đó, gon còn xanh dẻo đẹp, tại vì do là người ta nấu gạo lứt thôi, nếu mà gon cũ quá nó không tốt nữa thì nó sẽ vàng luôn bên trong nè. Nhưng mà cái này bên trong còn xanh đẹp nè, chỉ là vàng đây chút xíu thôi. Nói chung á là em hay có kia khẽ để các bác, nếu mà không mua được của em thì mình có kinh nghiệm để mình mua chỗ khác nữa các bác. Em muốn bán gì gọi là trăm người bán dạng là mua, nhưng mà mình đặt được cái tâm vào thì nó sẽ là tốt. Đây lòng rất là đẹp, son gân nhuyễn các bác. Thì mẫu này nấu cơm cực kỳ ngon luôn, cái son rất là dày dặn nặng tốt, nó có công nghệ cao tầng thôi các bác. Nó nấu cơm cực kỳ ngon nha, nhà mình 2 đến 3 người, cái này là 0.63 lít, 1, 2, 3 người thì mình mua cái nồi này. Son đen luôn các bác, em đảm bảo các bác nào xuất sắc. Cơm ngon lắm nha các bác, em đảm bảo nếu các bác là cơm bao ngon, nếu mà không ngon là em hoàn lại tiền cho. Rồi giờ cho tới cắm điện cho em nha. Nè, cái này là cái tên bảo hành của em nè. Cái nồi này nó cũng hết pin các bác, em bán sẽ thay pin cho. Lúc này nấu cơm cho em 45 phút là chế độ nấu thông thường. Tắt cho em là lúc này, em xin phép là không có nói sâu quá, nó mất thời gian nha các bác. Chọn chế độ nấu, chế độ hâm, qua đây chế độ nấu. Đó thì mỗi chế độ nó hiển thị thời gian nấu khác nhau, không nấu mình tắt, nút nấu, nút tắt. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác. Nói trên đây thì nó mất thời gian tại vì vay quay nhiều cái nồi. Đúng thời gian này có cơm ăn, chờ đợi nấu nó sáng ở đây nè. Nấu sẽ sáng đây, chín sẽ về. Về đây, tắt cho em. Nó là lúc phút, lúc giờ, chỉnh chế độ nấu. Sau cháo gạo lên lứt, có cơm cháy luôn nha, nồi này có nấu cơm cháy luôn. Tắt cho em. Thì mẫu này tạm gọi là mã số 2, em bán giá là 1 triệu 2. Mấy cái nồi nhỏ này các bác, nó đôi khi nó mắc hơn những cái nồi lớn nữa. Nó, cái giá trị sản xuất ra nó cũng mắc hơn, cái giá trị sức hàng mà xuất kho cũng mắc hơn nữa các bác, cho nên là mình nhập mắc nên bán cũng hơi mắc các bác, mà nhưng 1,2 triệu thì cũng xứng đáng rồi. Rồi thì về qua anh đây, mẫu số 3 thì bác nào mà muốn xịn sò nè, mẫu này 2020 luôn hay gì đó, để em coi. 2020 đúng rồi, 2020 các bác, rất là đẹp nha. Nè, Yoroshi, mẫu cao tầng áp suất, cơm cực kỳ ngon, điện áp vẫn là 100V, công suất của mẫu này là 700W. Em bao các bác là nguyên viên từng con ốc luôn các bác. Này em về nè, cái này nó còn dơ cái này nè các bác, thấy không? Nói chung là có sao đang quay vậy nè, nó còn bẩn, em chưa có vệ sinh gì hết trơn các bác. Hạp từ Nhật sau là em bán vậy cho các bác luôn. Đó, em vệ sinh đồ cho các bác sạch đẹp khi các bác mua nha, chứ còn như vậy thì em chưa có kịp mà là spa nó. Cái nồi này nó có khuyết điểm các bác, nó hay bị nứt ở đây lắm nè, nhưng mà cái này là không có nha, tại vì nó là hàng dùng nước. Đó, cho nên là còn rất là đẹp. Nè, coi gỏi mem đi, nó không đâu có bị nứt, bị găng gì đâu. Rất là đẹp luôn nè các bác. Mẫu này rất nhiều bác kiếm mua luôn. Gòn nè các bác. Nè, cái gòn hơi bằng bẩn tí nữa nè, nhưng mà gin hết. Gin từ con ốc nè, em test khi chiều nó còn nước nè các bác. Nè, em test khi chiều nó còn nước đó. Em không có tào lao, em bán đồ là có phải đâu nó chất lượng. Đôi khi em lợi ích thì các bác nó còn nước ướt đây. Nhưng mà cái chất lượng thì phải đảm bảo này nó mới, các bác thấy không, nó mới là từ mm luôn. 2020 cái mẫu này thì là huyền thoại Yoroshi, cái gọi là thương hiệu vua đầu bếp tại Nhật, gọi là cơm ngon số 1 Nhật.
Thì cái công nghệ cao tầng là công nghệ nấu bằng từ. Em đảm bảo các bác thì cứ trải nghiệm các bác. Cái nồi này 0.54 lít dành cho bác nào mà một hai người sử dụng. Mà mình nếu mà một mình ên mình ăn đi, mình ăn gạo lứt đó, ăn kiêng cái giờ cái gạo lứt nó tốt sức khỏe lắm, thì mua cái nồi này son rất là đẹp nha. Đó, son rất là đẹp, không có bị bong chóc gì hết, cứ như xước móng tay do gạo hay là mua cơm thì vẫn có tí xíu thôi. Đây cho em, đó, rất là ok luôn nè các bác, là lòng trong ngoài đều ok hết nè. Vào cho em là cái phần từ. Thì đặc biệt ở cái nồi Yoroshi này nữa là cái phần từ bên hông. Nó giúp cho mình thí dụ có rớt hột gạo hay là có rớt bụi bẩm mình lau chùi vắt gà vệ sinh. Hoặc là công nghệ thông minh của người Nhật. Cái hãng Yoroshi này đứng đầu bảng của Nhật. Thì nó có rất nhiều chức năng nấu nha, xôi cháo gạo lứt đầy đủ, hẹn giờ hâm cơm đầy đủ. Em cắm điện giờ em hướng dẫn cho mình cái nấu. Rồi đóng vô cái con cứng khít luôn nè các bác. Cảm thấy là nó xịn sò quá luôn á. Rồi các bác thấy em đã cắm điện rồi, em đã xếp cái điện thoại sát vô nấu cơm lúc này cho em. Điện thoại đã gần quá, nó bị chớp chớp đó các bác. Rồi nút này là nút tắt, nút này là nút ham, nó có hai chế độ ham. Mình chọn được thì bấm qua đây là ham ấm và ham nóng, tắt cho em. Và chế độ gạo, gạo trắng và gạo không do, bấm qua đây cho em. Xôi cháo gạo lứt, cơm ngon, cơm mềm, cơm dẻo. Đây là gạo lứt nha, nấu gạo lứt là 99 phút. Thì nếu mà bác nào mang kiêng cái gạo lứt mà mình ăn được cái nồi, nấu được cái nồi của Yoroshi thì gạo lứt nó rất là ngon các bác, nó mềm ngon lắm. Chế độ này là 144 phút luôn. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết nha, nói đây nhiều nó mất thời gian các bác. Hẹn giờ cho em khung sáng khung chiều, chỉnh đúng khung giờ gia đình mình ăn cơm, mình bung ra mình bấm nút nấu thì sẽ đúng khung giờ này có cơm gia đình mình ăn. Chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sẽ sáng ở đây, chín nó sẽ về đây, chín sẽ về mấy nút này nè. Đó, ngon lành gành đào nha. Mẫu này em bán 1,5 triệu, gọi tạm nó là mã số 3, chụp màn hình gửi qua Zalo cho em. Thì mua hàng của em thì mỗi sản phẩm cọc cho em 300.000. Nó thì hai mấy cái nồi đây thì cũng cọc cho em là 300.000 mỗi sản phẩm hết. Còn chuyển khoản đủ là em bao ship. Đó, bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Còn qua tiếp là một cái mẫu này. Mẫu này sản xuất 2014 thôi các bác, nhưng mà nó thuộc công phúc VIP xịt sò. Phiên bản thu nhỏ của nồi do Mammut. Cái này là gọi là nồi do Mammut nọ nhỏ đó các bác. Em có dán tem này nó hơi bị cắn tí, em dán cái tem bảo hành cho nó thẩm mỹ luôn các bác. Nó dán nó hơi cắn tí nè. Đó, em dán cho nó thẩm mỹ cho các bác luôn đó. Đó, một vòng các bác xem nha, nồi có hơi chạy nay tí xíu các bác. Chạy thôi nhưng mà lắng lừ thôi nha, không có cắn cộm gì đâu. Còn sau thì em quay em nấu cho các bác gành ghẻ hết. Thì thuận mua vừa bán, thì người này mua không được thì người kia cũng mua được các bác. Thì video đăng lên là cũng có những cái lượt xem, thì những bác người ta chưa có duyên thì người ta chưa mua được, còn những bác có duyên thì người ta mua được. Một số bác người ta mua hàng Nhật người ta cũng biết, gọi là biết điều lắm các bác. Người ta muốn cái chất lượng thì người ta mới tìm đến hàng Nhật, chứ còn mà đẹp thì người ta mua hàng mới cho rồi. Rồi đôi khi mua cái hàng trong siêu thị xài nó không bằng cái hàng đã qua sử dụng. Điện áp 100 nè, công suất 865W. Đó là những bác người ta thâm niên luôn, người ta biết xài hàng. Còn những bác mới mua hàng đẹp, cần cái đẹp mới mua. Nhưng mà đôi khi mua cái đẹp mà nó không có xài được, rồi mình mua mặn gì các bác. Cái này em nói thiệt. Đó, Made in Japan. Cái nồi này là có giảm đường cho mình. Thì trong 4 cái nồi này có giảm đường. Rồi bên trong cho em, ở ngoài thì có những cái điểm mà chày xước nano như em nói đó. Còn như bên trong thì em bao cho các bác là xuất sắc nè. Nhìn đây, chưa xài luôn. Như chưa xài chứ không phải là chưa xài các bác. Thì những cái nồi tách đường thì nó sẽ có cái miếng lọc lượt vậy nè các bác. Cho các bác coi nè. Thì cái giá nó sẽ nhích hơn tí xíu. Đó, bên trong rất là đẹp luôn. Nè, em test rồi còn nước nữa nè. Đó, cái này là nó nám cho nước mình nấu, mình lau khăn ướt đó các bác. Nó đẹp không lắm này, cái do cái này nè. Mới tin luôn nè các bác. Em hay hướng dẫn các bác mua lắm. Đôi khi các bác mua của em không được thì mình cũng mua của chỗ khác. Mà các bác không mua hàng của em cần tư vấn cũng được. Thì có một số bác mua hàng chỗ khác kiểu như người ta nói lừa, nó đánh đường lãnh đảo sao không biết. Thì người ta cũng rất nhiều bác hỏi em có phải là cái cơ chế hoạt động như vậy không, hay là người ta nói lừa. Thì cũng có một số bác gọi hỏi em thì em cũng giải thích. Chứ đôi khi mà những bác mình không gành, mình thắc mắc rồi cái người bán người ta không giải thích nữa thì thiệt thòi cho người mua lắm các bác.
và bên trong cho em là lòng rất là đẹp. Thì cái lòng nồi nó không có bong chóc gì hết nha. Thì như em nói là xước móng tay do gạo mua cơm vẫn có, những cái nồi này hạn chế luôn, rất là đẹp các bác nè. Son ở ngoài là bọc gốm luôn, nồi là đẹp lắm nha, bên trong thì khỏi phải bàn. Cái giá thì nó cũng hơi nhích rất tí các bác, nói chung là đẹp tiền nào của đó. Mà có bọc gốm cho mình nè, ở ngoài là bọc gốm này nha các bác, nên là bọc gốm. Rồi bên phần từ cho em đó cũng rất là đẹp, nó hơi bụi thôi các bác, tại vì nhà em buổi chiều hơi là đóng hàng nha, cái bụi của cái shop nó rớt vô nè. Mình mua cái nào nhắn tin thì ba, nếu nói để các bác hiểu thì nồi cái nào cũng để nấu cơm, nhưng mà nó nhiều cái công nghệ. Thì nồi này có công nghệ cao tầng áp suất, đặc biệt là tách đường giảm đường và cái công nghệ đèn led, và nói chung là cái này là thuộc phân khúc là cao cấp của hãng, nấu cơm cực kỳ ngon các bác. Em bao cho các bác, nếu mà nói cái nồi này cơm không ngon em hoàn tiền gấp đôi, chứ không phải đừng nói hoàn tiền bình thường nữa. Rồi cắm điện vào cho em nha, điện đóm thì ok hết rồi. Nấu cho các bác là một lần nước sôi và một lần cơm, rồi bây giờ quay nữa gọi là cái hình thức cho các bác thấy thôi. 5-7 phút là chế độ nấu thông thường. Gạo em, cái này là chỉnh qua bên gạo không do, rồi chỉnh lại gạo trắng. Gạo trắng nấu thường là 55 phút. Các bác không thấy là thấy không, rồi tắt cho em. Đó, chế độ nấu xôi cháo gạo lứt chế độ 55 phút nữa ta. Tắt. Có chế độ ngon, để em coi có chế độ ngon là bao nhiêu phút. Chế độ này nhanh, hình như là trước cái nhanh một cái á. Cái tay bên đây không thuận. Nè, chế độ ngon nè, 85 phút đó các bác, 85 phút, tắt cho em. Chỉnh chế độ mềm, chế độ giảm đường gì nè, em sẽ có video hướng dẫn chi tiết hết nha. Đó, cháo quá, em sợ các bác không thấy thôi. 53 phút chế độ này nha, em sẽ có video hướng dẫn chi tiết. Thì nói sơ đây, mẫu này em bán cho mình giá là 2.900.000 đồng. 2.900.000 đồng để các bác sở hữu một cái nồi mà cao cấp. Thì giá cả thì có trong video hết, bảo hành cho mình là 6 tháng, riêng mua cái nồi này là cọc cho em 500. Nếu cọc là các bác trả tiền ship nha, còn chuyển khoản đủ thì em bao ship, còn đẹp nè các bác. Em để xa cái điện thoại nó hơi bị chớp. Đó, thì mua cái nào mình chụp màn hình gửi quay lô cho em, giá cả thì có công khai hết trơn. Các bác mua hàng của em thì các bác lưu ý. Thứ nhất là các bác không cọc, em không bán được. Thứ hai, các bác mặc cả em không bán được. Đó, thì hàng của em đã test ok, có kiểm định hết rồi. Mình cứ yên tâm sử dụng, đặt niềm tin, nhận lại chất lượng. Thì em chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bác xem video, đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em. Chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại.